chào mọi người, chào mừng đã trở lại channel Obada. Hôm nay quan vừa từ nhà bác thợ rèn về. Hôm nay không biết bác đã đi đâu rồi, nhưng mà mình vừa tìm ra một công thức siêu mơ trong Minecraft mọi người. Đó chính là chế tạo một con robot khổng lồ ở trong Minecraft. À không, đúng rồi, đi qua rủ con núp chế tạo robot. Ấy nó mới làm. Trời ơi, con núp nó lại khùng nữa. Lúc nào cũng ngày nào qua nhà nó cũng thấy nó cầm viên đất hết mọi người. Mày làm gì vậy đó, mày tính làm. Tao đang đi đào đất làm rẫy mà mày thì tào lao nha. Ê mày, hôm nay tao vừa chế được con robot khổng lồ mày. Robot gì? Để chơi nữa hay chưa? Không chịu làm việc đâu. Trời ơi, cuộc sống là những điều chơi mà mày không biết hả? Phải chơi để giải trí chứ, mà tao giải trí 24 tiếng chứ mày. Robot gì tao chơi coi. Đây là con robot Gundam. Mọi người nào mà biết robot Gundam là mọi người có thể để lại bình luận bên dưới. Nhưng mà việc chế tạo của nó rất là dễ dàng. Đó chính là chế tạo như con Golem vẫn cắt bằng cái bàn... cái bàn là gì ta? Cái bàn của bác thợ rèn là xong luôn. Bàn gì á? Hồi nè, cái bàn mà ổng hay dùng để đóng gạch, đóng sắt tùm lum mà, nhưng nó không có bể. Đây cục này rất là cứng. Ê mày đừng có lấy, mày đập mất bây giờ. Lấy gì ta? Lấy cái gọi cây rèo nè, ồ lộn cái cuốc nó đập. Tao không có cúp, bây giờ tao lấy cái cúp coi nè. Cái cúp, ê giờ mày chuẩn bị mình đi đào sắt thiệt nhiều đi. Để mình chế tạo ra cái gọi là... chế tạo ra cái... cái cục khối sắt. À bây giờ mình cần phải chế tạo để ra cái khối sắt mọi người ạ. Đó có 2 que, 4 que. Ô núp này nó có cúp luôn trời. Hôm nay mày chế tạo thì mày chạy qua đi sớm vậy. Tao nghĩ là mày tưởng mày sẽ xin. Tao đi trồng cây sáng giờ mày. Ủa trồng cây liên quan đến cúp mày, tao nghĩ là cầm sẵn chứ tao tưởng cầm trồng cây mày cầm cúp. Cái gì cũng được, cúp sẵn thì tao cũng có hết á. Rìu tao cũng có luôn. Rìu nè. Ủa mày xài đồ kim cương luôn sang dữ hả? Trời ơi, kim cương tao đâu có thiếu đâu. Vô vào đó. Ơi sao đào nó gớt cái gì mày ơi, kỳ lạ gì núp. Cái này là rau iron mày ơi, sao nó không gớt sắc mà rớt cục gì lạ mày. Tao lao mày. Đâu? Hồi nãy nó không rớt sắc mày ơi. Ủa sao mà sắc giờ chết cục sắc, khối sắc sao trời? Rau iron nè. Ủa giờ chế khối sắt như thế nào mày? Thế giới này bị gì rồi? Rau iron nè. Nãy giống thịt thỏ vậy. Ờ giống thịt thỏ quá. Ủa cục này đã chế cục sắt như thế nào mọi người? Trời ơi khó vậy. Bỏ vô ô. Ơi từ. Đừng nói cục này mà đem nung thành cục sắt được thì mình cũng ạ luôn. Khoan, có golem đây không? Trời ơi, có golem đây quýnh nó luôn, lấy cục sắt đâu dễ. À nó chứ được có. Ủa này không biết chích cục đường thành khối sắt không ta? Ơi nó thành bốc râu iron mày. Gì lạ vậy? Hả? Ơi nung được nè. À, nó thành cái quặng luôn mày ơi, nó thành cái quặng luôn. Ok. À, ok mọi người. Cũng là cục sắt thôi nhưng mà nó thay đổi hình ảnh mà nó có thể nung thành cái cục này mọi người ạ. Và nung thành cục này. À, cái râu iron này không làm gì được nha, rồi xong luôn, bị lừa rồi. Hả? Không làm được hả? Được, nhưng mà mình phải làm cục sắt, tao biến thành một cái khối luôn. Ý là để cái sắt cho nó... Nó giống như cái khối sắt ban đầu. Bây giờ lấy sắt nhiều lên đó ơi. Tụi mình cần chế tạo ra 1, 2, 3, 4, 4 khối sắt, khoảng 4 khối sắt. Chúng ta còn có 4 khối sắt tương đương với lại 39 cục. Mày lấy đuốc xuống mày. Bao phải bao nhiêu ta? 48, 32, 32 cục chứ lộn. Ê, lấy đuốc xuống mày. Từ. Đuốc về buôn làng. Sao tao cầm đuốc nó không có sáng ta? Không biết tại sao nó cái phải có Optifine mới được hay sao ấy. Tao cũng không cầm đuốc nó không sáng. Được nhiêu cục rồi? 16, 17 cục. À, phải giúp dưới đây nào nữa rồi. Đấy, đây một cục nữa nè. Gì ở đâu răng nhện này, trời răng nhện này, đâu răng nhện nha. Con nhện nè, chốt nhện nhưng mà tao đụng rồi, Trời ơi, đang đào mà dám nhảy xuống từ trên cao xuống, mày cũng liều quá. Còn cục trên đó kìa, nào luôn. Ê, hết đúng rồi, mày còn đúng không? Cái đúng cuối cùng, cúc cùi. Đây một cái đó nè, đây một cái quặng đó nè. Hãy được nhiêu cục rồi đó. 18 cục, 19, 20 cục. 36 cục đủ rồi.
Ê, 32 rồi, 32 cục đủ rồi. 19 tầm 15 nè. Ta có 34 cục rồi. Đây nè, đây, đủ rồi, nó bây tao nghĩ đủ rồi. Đưa xác đây coi. Mày đi về mày lên nha, mày chắc mày không ở đây nữa nha nó. Ra. Nó làm gì mày, tao thèm. Mày chuẩn bị, mày thấy khu kim cương mày lại chuẩn bị qua cái khu, cái hang kim cương đúng không? Bữa đạp kim cương nó chưa kịp hồi nữa. Đạp muốn hết trơn luôn kim cương. Rồi bây giờ hả, chúng ta sẽ về. À, con rapper. Oh. Mày lại phá nhà nữa rồi, sao mày không né nó đi chứ mày để cho nó nổ. Ờ, tao né, tao chạy thẳng một đường luôn, nó vẫn nổ mày. Mày gà quá mà. Con cục sắt đâu mới thấy, ở dưới chạy lên mới thấy mà nè. Đây. Nghe chỗ con rapper có cục sắt. Thừa còn hơn thiếu mọi người ạ. Tối không thấy được. Ok, 45 cục chúng ta sẽ có đồng nghĩa 45 cục sắt. 45 cục sắt thì dư sức chế tạo được 4 khối sắt rồi đúng không? Ủa, hình như 49 mà. À 49 36 đủ rồi. À cái con núp nó đảo ghê ta, nó lên chứ nó chặn đường mình luôn kìa. Mày cười không? Mày cười không? Tao lấy cây kiếm này đi đợi tao dí. À đúng rồi, lấy cục này nữa mọi người ạ. Ôi cục này nó cứng như người ta. Đập ra nó không biết nó có mất luôn không. Đúng rồi, cái bàn của bác này đóng quá là chặt lên cái chỗ này luôn. Họ may quá tưởng bị mất chứ. Được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để nung cái cục DDD này. Nung cái này hay nung cái DDD mọi người ạ. À, cái này bỏ vô lại thì sẽ ra được cái chín cái khói rau. Biết mà. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo của tụi mình á là đi lên trên. Ấy chà chà, nó cầm kiếm nó chơi mình kìa mọi người ạ. À. Mày dám cầm kiếm mày chơi tao không núp. Tao bảo vệ tự vệ thôi mày ơi. Tự vệ cái đầu mày á, tao lấy cái cúp tao quăng cái đầu mày nha. Bây giờ sẽ đi lấy thằng chế thấy gì à? Lấy thằng bump skin đầu bí ngô để mà chế tạo ra được cái đầu mình dạ. Dạ, mô phỏng cái đầu của thằng Golem mọi người. Để chế tạo ra thằng Golem khổng lồ đặc biệt. Let's go, lên. Giờ đua nha, tao mày chạy lên tới đó trước. Anh tới trước. Đầu bồ rồ, nhưng mà mày đợi tao xíu. Rồi, ok, mày chạy lộn đường rồi đó. Tao thấy mày chạy lộn đường rồi đó. Quay lại. Ai sẽ có cục, gì à, bump skin trước trong tay là người chiến thắng. Ê, kẹt. À, thấy rồi. Đâu rồi mày? Để tao là người chiến thắng rồi, đây rồi. Ủa, tao nhớ chạy thẳng lên đây mà. Ê, sao có mặt nhờ? Sao đầu bí ngô này không ta? Cái đầu bí ngô này giờ làm sao mới có cái mặt trời? Mấy cái đầu bí ngô này giờ sao có mặt lắm mày biết không? Hả? À, làm sao ta? Chắc cái này về vẽ ra mọi người. Ê mày lấy bí ngô gì mày chậm rồi. Bữa sáng tao phải làm một khu vườn bí ngô luôn. Hình như là... Không, lấy bí ngô này về nấu với con gà mày ăn béo lắm luôn á. Hết rồi hả? Lấy nữa hả? Hết rồi, đủ rồi. Tao có được 7 cục rồi nè. Ôi kỳ ta. Cái gà nhiều quá vậy nè. Cái này thì mình nói cùng với cái gì ta? Cái này á lộn, cái này mình làm gì mà nó có cái mặt ta? Mình sẽ lấy cây cái gì mà đúng rồi, mình sẽ lấy cây dao mình chọc vô cho nó ra cái mặt. Là nó thành cây đèn bí ngô á đúng không? Giờ mình lấy cái đèn hết ra, mình lấy cái đèn bỏ cái đuốc. À đúng rồi, bỏ cái đuốc chứ đi cái đèn vô. Đúng rồi, cái đuốc. Hết than rồi, mình lấy cái đuốc của dân làng luôn. Ông dân làng này ông lên trên kênh lên cao làm gì chưa? Đây, bây giờ mình sẽ bỏ cái đuốc vô và cái bí ngô vô. Phải không? Không mày, không phải đâu. Thế làm sao ta? Làm sao thành cây đèn bí ngô à? À, bí ngô. Nhưng mà mình phải cần tới 8 cái quả bí ngô mới thành được cây đèn. Bum. Không có rồi. À, cái đèn kia là chữ like hả? Không phải. Thua. Có đèn cài nè. Candle là bằng mật ong với lại tơ nhện nè. Mật ong với lại tơ nhện chúng ta chế ra được cái đèn cài à? Candle. Mới được 15 khối sắt này lâu dữ trời. Nó chết có một khối à. Đợi thôi. Rồi. À, mày làm mấy cái lò vô. À đúng rồi, tao có hai cái mà tao ngu tao cái sắt này như nung hơi lâu quá ta. À, tao có 4 cái lò lận mà. Rất thật chứ.
Đấy, mình sẽ bỏ lên trên đây. Chia này là rất là đều luôn ấy. Hai cục nè. Mày lên đó mày hát ngon lành quá ha. Con núp này mày láo ghê. Mày leo lên đầu người ta mày ngồi mày hát. Tao leo đầu mày nào, mày làm sao leo đầu Đầu mày cái được, nhà mày của làm sao? tao. Đúng là xạo. Mày leo lên cái nhà tao, mày leo lên cái rương của tao, mày đứng mày hát ngon lành luôn. Ê, có xương không ta? Tao đi bón cái cây của tao coi. Không có xương ta. 12 khối rồi. Ok, chúng ta cần một khối duy nhất nữa mọi người để hình thành ra được cái gọi là cái con golem. Không phải golem mọi người, golem thì nó quá bình thường, nhưng mà sẽ triệu hồi được một cái con robot cực kỳ khổng lồ ở trong Minecraft mọi người, đó chính là Gundam mọi người. Nói chung là đồ chơi lắp ráp mô hình Gundam rất là thích luôn, mình rất là thích luôn. Rồi chúng ta đã có 9 cục này, đấy đủ rồi. Rồi chúng ta có 4 cục rồi. Ê mày, ở dưới sông bữa nay có cái con cá lạ lắm. Đâu? Con cá nhỏ nhỏ lạ Chỗ ghê. nào vậy? Nó mất tiêu rồi. Ê mày ơi, ơi có con cá. Ê, con này con này là con này là con cá rồng gì mà. Ôi trời ơi, nhìn kìa mọi người. Trời, con núp nó không giữ nó chém luôn mọi người à. Con nó cầm kiếm, nó bơi lại, nó cầm kiếm chép luôn mọi người. Con này là con gọi là con rồng, nói chung là con rồng nước gì đấy. Dạ. Ê, bên đây có con bạch tuộc ngổm nè. Ủa sao cái bắt tục lật ngộ mày? Ừ. Ha. Con nên quyết quốc con bạch tuộc này thử không? Ôi con bạch tuộc này, nhìn bạch tuộc băng giá mà nhìn nó giống băng quá à. Còn lúc nó không giữ cái mọi người, nó cầm kiếm nó đi chém tùm lum hết mọi người à. Tao tao đi kiếm xương. Mày giết bạch tuộc coi nó, mày giết bạch tuộc có ra gì không? Ơi bạch tuộc nó ra hào quang mọi người. Nè nè nè, chấp Thì chấp chấp đó, chấp kiếm nó tiếng luôn chớp chớp nè. chớp chớp gì đó. Con này cháu nó ăn thịt này. Nó xịt cho đầu tao. Ê, nó ra cái túi mực kim cương. Emerald. Ai tao quên nó lên bờ luôn mày. Ê nó bơi, mình nhìn bạch tuộc lên bờ. Rồi luôn. Cái gì đây nè? Glow Isaac mọi người à. Cái này này. Ra cái gì á mọi người à. Cái này túi sáng mọi người, túi mực sáng mọi người. À con này mực mực bông rồi. Mực thì có mực bông mà đúng không? Mực bông mới chứ. Ê đưa đá lên, nó đào đá nhiều lên. Không, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đào một cái lỗ này, bốn lỗ nha, mọi người phải làm cho mình nha, bốn lỗ nè, một hai ba bốn, như là để nước vô tận vậy đấy. Sau đó chúng ta sẽ để một cục này vô, cục này làm chân gác để mà tạo ra được cái con golem khổng lồ. Tiếp theo chúng ta sẽ để như là công thức chế Có tạo xương. golem thôi. Đấy, đây sẽ là bước rất là quan trọng nè. Không biết cái đầu này được không? Trời ơi, đập hụt rồi. Đã mất tiêu rồi. Trời ơi, tao đi săn cá nãy giờ không có cục xương nữa mày. Hình như có chút lỗi mọi người ạ. À, cái đầu này không được mọi người ơi. Chúng ta cần phải có cái đầu boom skin kia mọi người. Cái đầu kia. Ủa cái đầu kia lấy như thế nào trời? Cái đầu kia làm như thế nào ta? Mình phải chế ra cái đầu như thế này mới được mọi người ạ. À. Cái đầu Chế này. sao hả? Chế Cái sao hả? đầu này sáng nè. Cái đầu này bỏ đèn được nè. Ê, sao chế cái đầu bỏ đèn được vậy? Đây nè, đây nè. Không, cái đầu này phải cái đầu khác, không phải đầu kia. Wow, mọi người nhìn kìa, thấy chưa, thấy chưa? Nhưng mà con robot này không lên được vì cao quá. Mọi người thấy chỗ mình sáng 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 không? Cái đó sẽ là cái ghế ngồi của mình á. Đâu đâu À, đâu thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Golem xịn sò của Ủa bò làm luôn. sao giờ leo lên đó hả? Giờ leo lên đó mà nhưng mà Hai đứa ngồi được không? không được đâu, mày đứng dưới chân thôi. Hả? Tao không được đứng hả? Không được ngồi hả? Hả, mày đứng ở dưới đi, tao leo lên cho mày coi, con này cực kỳ bá đạo luôn. Ấy điều khiển hai con luôn á, nếu như mình ra một con nó mình điều khiển được luôn ấy. Leo lên coi. Không, mày không leo được đâu, mày không có leo được đâu. Chán quá à. À, mày phải chuẩn bị đất như thế này, nãy cầm đất mày không biết. Đấy, chúng ta sẽ lên trên này. Ôi dồi, con này cao thế nhờ. Rồi, bây giờ mình sẽ quăng này cho đầu nó, quăng đầu nó. Gì vậy? Lầm. Ủa đi kìa, đi kìa, đi kìa, đi kìa, đi. Ôi, mày ngồi được Wow. rồi kìa. Ngầu chưa, ngầu Chở tao coi. chưa. Mày phải lên ở đây nè, không biết hai người ngồi được Chở không. tao giữa cửa. Không biết hai người ngồi được không này. Ha ha. Khá là ngầu luôn mọi người. Ê, đúng đúng, tôi đá mày nè. Nè, Đá được tụi tôi con. đá chết mày nè, nè, nhìn tụi ghê lắm nè. Tao không được lên ngồi, chán Đó, ghê. mọi người nhìn nè, mọi người nhìn nè, mọi người. Tí nữa tôi cho mày điều khiển, tí nữa cho điều khiển.
Ê mày đá ông dân làng kêu cái chạch kìa. Đá cái ông dân làng đi luôn mày ơi, đá ông dân làng đi luôn kìa. Ủa ông dân làng dính vô chân mày kìa. Dính đó mày, chết queo luôn, dính cái gì chỗ chảnh luôn kìa. Ui dâm, ê từ 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 từ, về để tao về chỗ này lại, tao về chỗ này lại. Ôi đỉnh nghe mọi người hả. Kêu con robot khổng lồ, à đúng tính này nó khổng lồ thật mà. Bây giờ mình sẽ về đây cho mình chọn nắp leo lên nè, chuẩn bị nắp điều khiển là nghìn nó đạp chết mình quá. Từ, mày đứng im đó, tao đạp mày trước. Đứng im đó. Gì mày? Để tao đào đất đi. Đứng im coi, đứng im coi, đứng im tao đạp có được không? Tao đứng im có làm gì đâu mày? Mày đứng ở dưới chứ, tao đạp coi. Dạ. Sao đạp mày không được? Ai biết? Mày không đạp được tao đâu, đạp được mấy ông dân làng thôi. Giảm nắp nè. Ok, không được rồi. Bây giờ mình đi xuống chỗ này. Ui ghê. Này, nấp. Nhớ nha, tí mày muốn xuống á, mày phải để mày để cái chỗ ánh sáng nè, ngay cho cục đất. Nó hiện ra bóng tối mày sẽ xuống được. Đó. À, trời ơi, con nấp. Ủa gì vậy? Mày cho mày đào đất té tao muốn gãy chân luôn. Khỏi lên đi, lên đi. Ui mọi người nhìn nè mọi người. Con nấp chuẩn bị nó vô con robot nè mọi người ạ. Ui xịn sò luôn. Ủa. Ê nhớ mà mấy cái ô đồ kia mày để lên trên nha coi chừng. Trời nó lấy luôn cái cục boom skin nó leo rồi mọi người ạ. Đó mày vô ở trắng trắng này. Mày cứ đi nha, mày đừng dùng mấy ô đồ nha. Ui kìa, đi được rồi kìa. Đi đúng rồi, đi. Ôi mày chơi mày nhảy lên trên làm gì vậy? Lui. Sao có đi mày? Lui. À được rồi. Wow, trời ơi ngầu quá mọi người. Cái chân đi kìa đẹp quá chứ kìa. Đi đá mấy ông dân làng rồi. Đá dân làng rồi, đá dân làng rồi được không? Đá 100 ông dân làng luôn, đấm dân làng. Ôi, đá ông dân làng chết queo luôn. Trời, chậm. Ê, tao có này hay nè, tao có này hay nè. Đây. Ôi, chứ bây giờ mình sẽ cho ra thằng hất mọi người. Để cho con núp nó coi nó giảm nó không nha mọi người. Bây giờ mình sẽ coi Game Mod Created hất. Đây rồi, yeah. Ok, và bây giờ nha, tao sẽ cho mày coi chừng nó bự cho bà. Ủa, thằng này giảm. Đâu rồi? Một đứa chỗ chậm xếp xuống luôn kìa, chậm xếp xuống luôn. Mày hả con? Ôi trời, chậm mọi người, đúng nó giảm. Ghê. Ủa gì sao xếp đẹp rồi? Giảm xịt xuống đất cái chết đi sao? Ghê hả? Rồi bây giờ nha, tao cho một hàng luôn. Ê, lên trên đây luôn. Lên trên đây đây, ghê chứ mọi người. Ừ, nó giảm nó hết luôn kìa. Lên đây robot. Ôi đẹp kìa mọi người. Mọi người mà thích kinh đạm á, mọi người chắc cái với mọi người là mọi người rất là thích mày luôn ấy. Đùng. Rồi, tiêu tùng tụi mày chứ. Let's go. Là chỉ là một lũ kiến thôi. Trời ơi. Ôi, đạp một cái có khi chết mà có khi bị xẹp lép xuống dưới đất luôn mọi người. Ê, mấy con kia đi đâu đó, đứng lại. Rồi tụi mày đi rồi, tụi mày vô góc là xong, dứt nấp rồi. Ui, leo lên nhà được luôn. Ui, mày leo lên cái mày dặm xuống chết queo cả lũ luôn kìa. Chết ông rồi. Ôi, con gà dám xếp lép luôn rồi mọi người. Trời. Ui, đi bộ mà leo lên mấy nhà được luôn kìa, không tin được luôn. Ừ. Ghê, mắc cười ghê đi kinh bộ. Kinh tởm, kìa giật cho mấy con kìa. Ê, nếu đó mày trở về chỗ cũ nó dặm hàng chỗ đó. Dặm thằng nhóc kìa. Thằng nhóc giếm dân làng, để tao cứu dân làng. Cúng dân làng, trời ơi, nó đi nhanh quá à, đi nó đi kẹt. Nhanh quá, trời ơi, nhóc này nhanh quá, trời nhóc đứng lại nhóc. Trời đó, thằng nhóc đi nhanh dữ à. Không thua à, thằng này đi nhanh quá, thôi bỏ đi. Ok, mày lại cái chỗ ồ đó, cái trước ngực đó, mày nhấn xuống. Lui, rồi nhấn xuống đi. Snack. Đúng rồi. Rồi. Trời ơi, đó. Ông kiếm giết nó đi. Rồi, bây giờ chúng ta nè. Cái kiếm của ta đâu rồi? Bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong cái con robot này mọi người. Nhưng mà trong đây còn có điều khá đặc biệt về robot mày, mọi người ạ. Mày hả? Không phải đây là cái chỗ góc nhìn cho nó to dài xíu chỗ nào nhỉ? Cái góc nhìn cho nó nhìn góc nhìn xa ra tí mọi người. Lại lên đi. Tao kiếm góc nhìn. À đây ra. Đây, chúng ta sẽ nhìn rõ robot hơn mọi người thấy không? Đấy. Bây giờ đó mọi người, robot rất là đặc biệt khả năng của nó.
Đây là chính là đi lại đúng không? Đây là đi lại nè, đi lại khá là bình thường nè. Đó, đúng không? Đi lại bình thường. Animation rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ Ê, nhìn chuyển ở qua đây từng. có khớp chân không mày ghê quá ha. Ok, đây sẽ là cái khúc mà robot Gundam, mọi người biết Gundam có vũ khí và khiên kiếm đúng không? Chuẩn bị bây giờ mình sẽ cho ra mà đang vận lợi công cho robot để robot có thể chịu hỏi chiếc khiên thần thánh của mình. Ok, bắt đầu cầm khiên ra. Ghê chưa nè. Kiếm đâu mày? Khiên nè, cầm lấy cái khiên khổng lồ luôn mọi người ạ, không thể tin được. Kiếm đâu? Ok. Kiếm ánh Ôi! sáng. À, cái kiếm kìa, quýnh lộn Ồ, nhìn rồi. ghê, ngầu chưa? Tao có thằng quýnh được không lâu, quýnh lộn rồi. Ê, quýnh được không? Chém xuống này. Từ từ, chém xuống này mà nhưng chém mấy con bay á. Tao cao quá, tao chém không được. À, có cách rồi. Bây giờ mình sẽ để một cái con golem ở trên đây. Golem này, đúng rồi. Mình sẽ để summoning golem ở trên đây. Để cho golem có thể ai cha cha golem quá quá gần rớt mục tiêu rồi, chắc mình để vậy thì được này. Dám golem mày. Đây 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 đây, chuẩn bị nè mọi người coi này nha, mình sẽ cầm cái kiếm này mình Úp quýnh vô nó. nè. Ấy sao không được ta, Cái kiếm này không bút được rồi. trời Ê kìa. ơi, một cái chết kìa nó bơi phải Wow. chưa. Dám con golem này mày. Cái này không được rồi, này nó Quýnh cao quá không tay, thể quýnh chém tay. được, nó thấp quá không thể chém được, đẫm nó vậy. Ê, mày giảm nó tụt xuống dưới đất luôn rồi rồi lên mà cái giảm giảm nó đi luôn, giảm xèo luôn rồi. Mày kìa, mày giảm nó lún xuống đất luôn rồi con, lún xuống đất luôn rồi, rồi luôn mất tiêu rồi. nè 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 trời ơi đúng ghê luôn mọi người. Đây đây đây, một con nữa nha, một con tiếp tục, một con nha. Đó, mình phải lên ở chỗ này sâu quá cho mình phải vô sát sát này nè. Đấy. Mày đứng đâu? Ôi Ai da vào hồng đây vậy. đó Ui, quýnh bể cái cát luôn mọi người, quýnh bể block luôn mọi người, một block rất là nhanh luôn. Trời ơi. Mày lại mày đập nhà đi nha, phá nhà đi nha. Ôi, quýnh nhanh cực kỳ luôn á đó ơi. Chết rồi, quên phá nhà. Đây 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 đây, cô lấy 100.000 máu, cực kỳ kinh khiếp. Ôi, cứ một cái chém ngang thôi là cái này chết queo mọi người. Summon Wither. Ê, Wither nó nhanh lắm. À, chết rồi, nó quýnh đâu rớt ra ngoài rồi. Rồi, chết chưa? No, nó quýnh nó ra, nó ủi mình rất là mặt. Ê, con Wither đi nhanh lắm thì mày chạy ra kịp nó. Cứ bó hết rồi. Điện luôn rồi, cứ bó hết điện luôn rồi, cứ bó hết điện luôn. Rồi. Rồi luôn, tiêu 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 ta giết trời ơi, con robot hết điện mất tiêu rồi mọi người ạ. Không không với mình ra nó xô mình rớt ra ngoài, cái tự nhiên nó cảm giác như nó mất cái điều khiển rồi nè. Mình phải đợi một thời gian nó hồi lại cái điểm đó thì mình mới vô được. Rồi để rồi nó hồi lại đã mình mới vô lại được. Mọi người con golem mình bố láo rồi chứ. Hay là con quỷ thơ chứ. Strand đúng không ta? Rồi luôn tao nấp đi. Giết con quy thơ đi quanh ơi. Không biết sức mạnh được không ta? Nó đâu rồi mẹ ơi. Muốn cái chết rồi. Rồi luôn. Mày làm gì mày mạnh dữ vậy? Mày làm gì mày mạnh dữ hả? Tao tăng sức mạnh bản thân lên. Robot có điện chưa? Có điện lại chưa? Robot bị gì rồi? Robot bị lỗi rồi. Robot bị lỗi nó quýnh con robot bị chập điện rồi. Ok, làm lại con robot khác mọi người ạ. Con robot khác là con robot Iron Block mọi người ạ. Boom Skin. Đây, rồi bây giờ chúng ta tạo lại con robot khác nha. Con robot này nó không có hiện màu trắng trắng, không thể vô được. Ui ngon lành luôn, ngon kìa, lành kìa, luôn. Con kia con này có ánh sáng này chứ mọi người. Cái kia nó đánh con kia con golem đang nó làm bể rồi, nó không làm vô được. Này di chuyển sẽ được di chuyển hai con nha. Đâu đâu di chuyển hai con đâu. Ôi không vô được luôn rồi. Thế hả? Ê mày đi lố rồi.
Ê, trời ơi, trời ơi. Sao nào nãy mình nghe mót không được nè. Có đưa kia Ê, nấp bên kia nó. Ê, đi hai con luôn kìa. Thôi, di chuyển một lần hai con luôn. Tao lên lên được. Mày nghe mót coi, mày tao di chuyển về cái cục đất này, mày nghe mót mày lên nha. Coi lên hai đứa lên được không. Rồi, rồi, ok, ok. Mẹ ơi, nắm cho tao vô. Nắm cầm khiên mày, nắm cầm khiên mày. Mày cứ lại chụp phải, mày lại cứ lại chụp phải cái đầu, nó biết ngay bụng, nó biết rồi, mày vô được không? Ôi, này mạnh ghê tao, mà nhưng mà chưa kịp chém thằng kia nữa mọi người. Nói chung là mình nghĩ là một cái chết đó mọi người ạ. Ủa nó leo nhà kìa mọi người ạ, nó leo. Leo nhà luôn. Ê, giờ mày đi đâu cái con kia đi theo đó. Được rồi, đây là cái kỹ năng cuối cùng của nó nè. Rất là đẹp luôn, mọi người nhìn cho kỹ vô nha. Đây là kỹ năng cực kỳ đẹp của Gundam. Rồi. Ui gì á. Đỉnh chưa. Ui, biến thành máy bay hả. Đỉnh chưa, đỉnh của chóp chưa. Nhưng mà có một mình mày biến máy bay à. Cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ nhanh luôn mọi người. Nói chung là tốc độ rất là bàn thờ luôn à. Có một mình mày biến máy bay, con kia không biết. À, con một con biến thôi chứ nhìn nè. Ui. Biến lại coi được không? Ui ui coi nó xếp hình kìa. Nó xếp hình kìa. Nó xếp hình ảnh gì mày, nó bắn lên tên lửa đi mày ơi. Ôi nó phóng mày, nó phóng vù vù luôn mày ơi. Rồi sao biến lại không? Ây da chết luôn rồi. Máy bay của tao rớt mày cạn trên cao luôn rồi nó ơi. Rớt đọt cây rồi nè. Này lên được chưa? Con Gundam này lên không được mọi người, Gundam lỗi luôn mọi người, con Gundam lỗi luôn mọi người. Giờ con này nè, sao con này lên được nữa nè con. Mày chui vô mất tiêu, mày xạo ke cái nó, mày xạo ke cái mày chui vô cái dù luôn mà kêu không được. Ê cái này biến về sao ta? Cái này biến về không được mọi người à. Biến máy bay biến về không được, kỳ vậy. Nó muốn biến về mà nhưng hình như đang bị lỗi sao mà nó biến không được mọi người. Ôi gì vậy? Ôi nó quýnh thì kiếm tao mày. Ê mà tao không chết. Tao đâu chết đâu. Rồi hai con chính nhau luôn rồi. Hai con chính nhau luôn mọi người. Ok mọi người, và chắc là video này của mình dừng lại ở đây khá là thật. Đặc biệt cái con robot cực kỳ đam to, nó quýnh con Golem với một cái nhẹ này chết thì mình nghĩ là con Wither cũng một cái là chết thôi, chứ không có khái niệm là cái thứ hai đâu. Nên là mình sẽ test thêm một con nữa. Kai Iron. Rồi con thứ hai chắc chắn là một cái chết, một cái hứa với một cái chết luôn. Có khi là con rồng cũng một cái chết đấy. Ê vậy bây giờ mày di chuyển hai con kia có đi theo không ta? Chứ gì nữa. Từ từ, cho con Wither đi trước. Rồi, ok. Ui, okay ui, ui, nấp. Nè mày. Vô mà em vô được. Rồi, tiện nó đi. Đây, từ. Coi chừng nó thả đá mày bị chập điện bây giờ. Đây, mày sẽ chết ngay một đao. Trời ơi, wow. Một đao cái mọi người không? Như anh nói luôn, một đao là chết thôi. Wow, không thể nào mà có thể vượt qua hai đao đối với robot đẳng cấp này được. Robot có thể leo lên mấy nhà tốc độ bàn thờ luôn. Cao cỡ nào đây cũng được hết mọi người thấy không? 100 block leo được luôn. Nè, nhìn ngôi nhà như thế này mà nó leo cái một rồi mọi người biết kinh khủng khiếp cỡ nào rồi. Này. Không biết tin được mọi người. Rồi con kia leo lên núi đi luôn rồi kìa. Ê núp, bây giờ mà có thể làm một block, 100 block mà tao leo qua đường núp. Cao lên mày chạy cao lên. 100 block hả? Ừ cứ làm cao lên nhất có thể mà cứ chạy cao lên. Đó, mọi người coi nha, một phát một có lên trên trời không nha. Đó, ok. Cái này hơi cao ta. Liệu có lên được không? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới liệu robot có thể chinh phục được 100 block của NUPGT không mọi người. Nếu mọi người muốn mình làm
đừng quên lại bình luận bên dưới nha. Và mình sẽ làm trong vòng 3 giây nữa thôi, nên thành ra mọi người hãy comment thật nhiều bên dưới và đừng quên để nút like ủng hộ cho mình nha. Nếu mọi người thấy video này thú vị, được rồi đúng không? Thấy cao quá đúng không? Tao thấy đường luôn đúng không? Chưa được cam đâu mày, làm đi. Rồi tao thua đúng không? Tao thua rồi. Cao. À không lên được. Thấp thấp xuống thử coi. Từ từ lại coi. Ở sao giờ lên không được, nó tao này nãy lên được mà. Cao quá, chắc cao quá. Chắc là cao quá, cái nhà như thế này nè. Nè mọi người thấy không, leo lên thoải mái luôn này, chắc cao quá mọi người ạ. Cao quá rồi. Cao quá không lên được. Nói chung là nó phải vượt qua độ cao của cái cây đó thì nó leo được. Còn bằng đầu thôi, bằng đầu xuống rồi. Cái nửa tí nữa. Đó rồi xong. Để đập mấy cục này coi. Ê, cục này nó bị gì mà ơi, cục này nó không leo được mà ơi, cục này nó không leo được mà ơi. Ờ sao kỳ mẹ, nãy cục kia leo được mà. Cục đất không leo được luôn kìa. Cục đất không leo không được luôn. Ok nha. Hồi nãy leo được mà ha. Nè, cỏ leo được bình thường này, thấy chưa? Cục cỏ này leo được bình thường này. Mà đất lại leo không được, cục đất leo không được ta. Chắc do một cây á. Không được, cục này leo không được. Đá leo được, cục có nhiều loại đất đá leo được. Ok mọi người, thôi được rồi. Chắc là video này của mình là tới đây là kết thúc rồi. Và chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Đừng quên để lại là một like, một subscribe ủng hộ cho mình nha. Nếu mọi người thấy con robot này thật kỳ thú vị ở trong Minecraft. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.